Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là tin tức 16 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, vài năm gần đây, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được quy hoạch thành khu du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao, tầm cỡ khu vực và quốc tế, nên nhiều dự án du lịch được mở ra. Tuy nhiên, tình trạng hàng loạt công trình xây dựng trái phép đang diễn ra, đòi hỏi các cấp, các ngành và địa phương quyết liệt xử lý các công trình vi phạm. Chính quyền địa phương đã cưỡng chế phá vỡ 8 căn bungalow xây dựng trái phép tại khu bảo tồn biển thuộc xã Hàm Ninh nhằm lập lại kỷ cương, đồng thời cưỡng chế 2 căn biệt thự xây dựng trái phép, mỗi căn có diện tích khoảng 500m². Sau nhiều lần nhắc nhở, tuyên truyền, thậm chí là xử phạt, yêu cầu khôi phục hiện trạng của khu đất trước khi vi phạm, nhưng chủ 2 căn biệt thự này vẫn không chấp hành. Kiên Giang đã tạo mọi điều kiện cho các tổ chức, cá nhân vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả. Địa phương sẽ hỗ trợ tháo dỡ di rời vật kiến trúc ra khỏi đất đã bao chiếm. Tuy nhiên, nếu các tổ chức cá nhân vi phạm cố tình chây ì, không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật. Niên vụ 2022-2023, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trồng hơn 2.000 hecta mía. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với các địa phương chuẩn bị kế hoạch trồng mía ngay khi thời tiết thuận lợi. Tuyên Quang đã có chính sách hỗ trợ người dân trồng mới hoặc trồng lại cây mía được vay khoảng 40 triệu đồng trên 1 hecta với mức hỗ trợ lãi suất 100%, hỗ trợ 70% chi phí mua giống, tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã, mức hỗ trợ không quá 400 triệu đồng. Đồng thời tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc, bón phân cho cây mía, bảo đảm đúng quy trình, kỹ thuật, đúng thời vụ. Phấn đấu đến năm 2025, diện tích vùng mía nguyên liệu đạt 2.500 hecta. Thì là nó cũng rất lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2022 sẽ được huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái tổ chức từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11 với nhiều hoạt động đặc sắc và hấp dẫn. Lễ hội dự kiến khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 11 tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Yên Bình với chương trình nghệ thuật đặc sắc và trao giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý Bưởi Khả Lĩnh, Đại Minh của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là giống bưởi quý được phát hiện cách đây trên 300 năm, có vị thơm ngon, ngọt dịu, tạo sinh kế và thu nhập ổn định cho hơn 3.000 hộ nông dân của huyện Yên Bình. Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đang mở ra cơ hội lớn, trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa tầm quốc gia, quốc tế và là một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước. Đây là thời cơ vàng trong phát triển du lịch của huyện Yên Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Thưa quý vị, cứ vào dịp tháng 10 âm lịch hàng năm, bà con dân tộc Cống ở bản Lả Trà, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên lại rộn ràng chuẩn bị đón Tết truyền thống của dân tộc Cống với tên gọi Tết Hoa Màu Gà. Đến Lả Trà những ngày này, mỗi du khách đều cảm nhận rõ vẻ đẹp của con đường với rực rỡ sắc hoa. Theo quan niệm của người Cống, hoa màu gà là biểu tượng của sự may mắn, tốt đẹp. Bởi vậy mà tổ tiên người Cống đã tổ chức Tết Hoa Màu Gà với mong muốn đón điều tốt đẹp, rực rỡ như hoa. Hàng năm Tết hoa mình thì chị em mình cùng nhau đi hái hoa để cuốn bồng hoa, để cùng nhau vui chơi trò chơi dân gian hoặc cái gì đến mùa màng thu đố xong thì cứ thế là đi hái hoa để tổ chức Tết hoa để không mất truyền thống của mình. Người chủ trì lễ cúng trong ngày Tết hoa là người có uy tín được bà con trong bản kính trọng. Lễ vật trong mâm cúng do các gia đình lựa chọn từ vườn nhà đem đến với ước mong, kính cáo tổ tiên đã phù hộ cho con cháu một năm sức khỏe, sản xuất, chăn nuôi đạt nhiều kết quả. Lễ cúng được diễn ra trong khoảng thời gian từ 15 đến 17 giờ với nhiều nghi thức độc đáo. Cúng cho là các cháu ở trong nhà, gia đình đấy được khỏe mạnh, là cháu bò được phát triển. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã giúp đỡ và cũng đã quan tâm và giúp đỡ nhân dân bản giữ gìn cái bản sắc dân tộc, như là giữ gìn nét văn hóa, như là trang phục, như là Tết Hoa Màu Gà của nhân dân của dân tộc Cống bản Lả Trà. Người Cống là một trong 6 dân tộc sinh sống trên địa bàn xã Pa Tần, sống tập trung tại bản Lả Trà với 82 hộ, hơn 400 nhân khẩu.
đời sống tinh thần của người Cống khá phong phú với nhiều nghi lễ. Trong đó, Tết Hoa là nghi lễ độc đáo và quan trọng nhất của đồng bào người Cống, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chứa đựng những yếu tố văn hóa tích cực gắn với xã hội của người Cống, phản ánh sinh động đời sống và bản sắc của người dân tộc Cống. Tết Hoa Màu Gà hiện là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Điện Biên. Tình hình thời tiết tại một số tỉnh thành trên cả nước sẽ có ở phần cuối bản tin. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.